Hello, xin chào nhà. Rồi em lên học đầu tiên nha. Một em thương hiệu của Ý nha, Diesel. Đó, Ý máy Thụy Sĩ. Kiểu dáng là cực ngầu luôn, dây của nó nè cả nhà. Đó, size to bự nha, dây giống như dây xích của xe tăng cả nhà. Nó giỡn nha, dây xích của xe máy, mô tô vậy nha. Đó, rất là độc. 1.580.000 bao ship nha. Size của nó rất là to nha, size 43 chưa nấm nha. Đó, còn càng thì cỡ 55. Mà nếu ôm tay cỡ 64 nè, còn cả nấm là 45 nha. Đây, mang lên cực kỳ ngầu, anh chọi dây 21 luôn nha cả nhà, cực dài luôn. Dây 21 luôn. Đó, tay 17 dương như đây nè. Thì con này anh em nào tay phải 18 đổ lên nha. Đó, đi sầu máy Thụy Sĩ đẹp keng luôn. Khóa bấm. Đằng sau là đáy xoáy chống nước 100 m. Bao chính hãng luôn, máy Thụy Sĩ nha. Form này em bán được phải 3 con rồi nha cả nhà. Mà lần đầu tiên em thấy con mặt xanh này nha. Đó, rất là đẹp nha. Hình như dạ quen kim mà cả nhà ơi. Dạ quen kim rồi nha, nhưng mà rất là ngầu nha, nhìn sợi dây nè, đáng đồng tiền luôn. Đó, đeo vô nó có mấy cái lỗ này khoác khí rất là mát nha. Nó vừa khép đúc nặng mà có mấy lỗ này bao ngầu luôn. Đó. Máy Thụy Sĩ, thương hiệu của Ý là máy Thụy Sĩ. Cực kỳ hiếm gặp, diesel một con duy nhất nha. Rồi một con full ngầu của ngày hôm nay nữa nè, Kogu Italy của Ý luôn, con hồi nãy của Ý luôn đó, quá ngầu. 2.380.000 bao ship nha. Đó, chạy cơ chế là 5 kim luôn cả nhà, 5 kim 2 múi giờ luôn nha. Cọc số La Mã mặt nè, mặt nó có vân giống như vẫy, rất là đẹp nha. Cọc số La Mã, lộ máy trước lộ máy sau, hai nấm nè, hai nấm hai bên đó, niền đá đó, niền bằng đá nha. Nấm ở trong là để xoay niền trong để hẹn giờ cả nhà, hẹn giờ đó. Có cả cốt tay luôn, đây lộ máy sau luôn, Kogu Italy chính hãng luôn nha. Đó, thép đúc có cốt tay, size to bự nè cả nhà. Nếu mà đo cái dòng trong á thì cỡ 42 nè. Đó, giờ không biết đo sao, đo hai cái khứa này thì 48, đo hai nấm thì 52 đó, nhưng mà càng thì vừa, càng 47.6. Thôi mình đo vậy đi, đo hai bên chéo chéo này đi, cỡ size của nó cỡ 45 nha cả nhà, 45. Tay anh em trên 16 là được, quá ngầu luôn. 2.380.000 bao ship nha, ngầu y chang như cái con hôm qua. Đó, con này của Nhật, G Harrison Automatic của Nhật. Đó, cũng đều là chạy 5 kim, nhưng mà con này có chăn sao và có hình lốc xoáy chạy. Size con này 44 nha, con này cũng 2.380.000 bao ship. Đó, tàn hàng khủng luôn nha cả nhà. Được thì cả nhà ủng hộ nha, em săn hàng cực khổ lắm. Đó, mặt hai lòng. Ý, nhìn kỹ lại cái này cũng có bánh xe nó đang quay nha cả nhà. Đó, hai con đều có bánh xe quay hết nha, độc lạ luôn nha. Nè, bên này bánh xe quay, bên này ở trong nó vừa quay, ở ngoài nó có bánh xe quay luôn, rồi cái kim nó xoay luôn. Ở đây hả, vừa có bánh xe quay vừa cái kim xoay luôn đó, cực vip luôn. Để coi dạ quang không nha, dạ quang chắc được mấy kim, 5 kim nha. Đó, 2.380.000 bao ship, firm quá trời ngầu luôn. Đồng hồ cơ automatic nha cả nhà,
Đó, con này được hai nấm. Cực độc luôn. Lâu lâu mới có nha anh em. Rồi. Em lên cả nhà một con đồng hồ Mỹ nè. Mới len can luôn, còn nguyên tem sau luôn nè, tem đáy sau luôn nè. Đó nè, cái ni lông nè, đó hàng cổ luôn nha. Của Mỹ 1864 dòng Air Force. Phi công máy bay chiến đấu đấu. Đó, thường hay gọi là đồng hồ phi công đó nha. Đó. Niền ngoài chỉ hướng, niền xoay. Đó, mới len keng luôn, size của nó là 41 nha. 41 cả nhà. 41 nha. Em không có đo ăn gian đâu cả nhà yên tâm nè. Rồi nếu đo chéo 42 nè, cỡ nó là 41. Cả núm là 44 nè. Dây nè cực dài luôn cả nhà ơi. Dây thép đúc hai khóa luôn, có khiêm tăng đưa luôn nha. Đó, con này em bán 1.080.000 bao ship dây chưa cắt luôn. Chưa cắt luôn, dây 21 22 cộng thêm cái hai hàng tăng đưa này nữa. Xỏ chân qua luôn. Đó, xỏ chân qua luôn nha. Ok chưa? Độc lạ ở đây là nó vừa chạy 3 kim với 2 ô điện tử. Có giờ song song. Có lịch vạn niên thứ 6 ngày 23 tháng 6. Có bấm giờ thể thao. À lộn, cái này báo thức nha. Báo thức. Bấm giờ thể thao. Đó. Đếm ngược thể thao luôn có luôn. Liền xoay ở trên là giờ phút giây, ở dưới là thứ ngày tháng. Mặt hai lòng. Đó, bao đẹp luôn. Nguyên rin. Đó. Hàng đúng chuẩn trưng bày luôn nha, chứ ai đâu mà tay bự vậy cả nhà. Đó, còn nguyên tem luôn nè. Tem này mà vô ví dụ mình dính nước vài lần nữa tự bung ra. Cái này bởi vậy mới gọi là hàng trưng bày nha. Dạ quang có luôn. Như là chống nước 200 mét á, thì con này như là nấm cổ chai cả nhà. Không phải anh ta. À, không phải nấm cổ chai. Đó. Nhiều con nấm cổ chai nha. Đó, con này chống nước 200 m. Đó. Nhờ, rút mạnh ra đó. Xoay. Rồi. Ok nha, rồi. Em qua con khác đây cả nhà. Rồi. Em lên cả nhà một con đồng hồ Casio này nè, em quên quên. Casio này. Quay shutter nha. Đó, pin năng lượng. Con này được sản xuất tại Nhật luôn. Casio, size nó 42. Có đèn tự động nha cả nhà. Đó, có đèn tự động luôn. Dạ quang sáng lắm nha. Có báo thức rồi, tùm lum chức năng 6 kim với một ô điện tử. Đó. 808 bao ship nha. À, chạy cơ chế 6 kim báo thức nè, bấm giờ thể thao nè. Đó. Chỉnh kim. Đó, đầy đủ chức năng nha, mặt hai lòng. Bấm giờ thể thao nè. Đó, chạy full kim nha. Pin năng lượng có đèn tự động 808 bao ship, dây dài luôn. 5 báo thức. Đó, giờ hiển thị là giờ thứ ngày ngày tháng năm nè. Giờ phút giây nè, thứ ngày tháng nè. Dây có đề mi nè. Khóa bấm nha. Đây, dây 19 luôn nha cả nhà. Khóa bấm nha. 808 bao ship nha. Rồi đây một em đồng hồ của Nhật nè, ở hai khóa luôn, 6 kim nha, 503 bao ship nha nha, 6 kim. Đó. Dây nè đằng sau nè. Đó.
đó, của Nhật nha, 530 bao xếp size to bự luôn, size 43, 6 kim bấm giờ thể thao nha. Size của nó là dây cỡ 19 nè. Dần reset. Đó, rồi, 530 bao ship nha nha. Đó, rất là đẹp nha. Hai khóa luôn. Một em đồng hồ Seiko Alba 480 bao ship nha. Chạy cơ chế 6 kim. 6 kim bấm giờ thể thao nha, dần reset nè. Đằng sau là đáy xoáy sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Size của nó là 40 nha. Dạ quen cũng có luôn. Bấm giờ 1/10 nha. 480 bao ship nha. Dây titanium có đề mi nha. Rồi. Đây, một em len ken luôn. 550 bao ship orange nha. Orange hình bát quái, 550 bao ship nha. Đằng sau nó còn nguyên tem chống hàng giả luôn à. Con này được sản xuất tại Nhật nha, mới tinh luôn. Độ mới khỏi bàn luôn. Đáy xoáy nha. Chống nước 200m, nấm cổ chai. Đó, có 550 nha cả nhà, niền xoay. Size của nó nè. Size của nó nè. 36 chấm mấy nha. Nếu đo chéo cỡ 36.4. Dây đề mi vàng, đặc biệt dạ quang rất là sáng nha. Đó, niền xoay. 550 bao ship nha. Núm cổ chai. Đó. Dây nè. Đó. Dây bao dài luôn, hàng đúng trưng bày luôn đó nha. Dây 21 luôn. Đó, 550 đẹp can luôn nè. 550 nha, bao ship. Rồi, một em đồng hồ Seiko Alba 480 bao ship, pin năng lượng, dây vàng. Đó, pin năng lượng nha cả nhà, Seiko Alba pin năng lượng nha. Dây vàng rất là đẹp. Size của nó là cỡ 34, phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ hoặc nữ nha. Nữ luôn cả nhà. Đó, 480 bao ship, dây đủ tay 18 luôn. Đó, pin năng lượng nha, Seiko Alba. Đó, rất là đẹp nha, mặt hai lòng. Pin năng lượng chống nước 100m nha. Rồi, đây con này mới VIP nè, 550 bao ship luôn nè. Seiko Alba cũng pin năng lượng luôn, nhưng mà được cái mặt dạ quang size 39 nha. Size 39, mặt full dạ quang luôn cả nhà ơi. 550 bao ship nha. Đó, quá trời sáng luôn, quá trời quá đất. Dây có đề mi vừa, con Seiko Alba này vừa pin năng lượng mà vừa có dạ quang. Đó, trời, dây hả, 20 đổ về luôn. 550 bao ship nha. Rồi, một em đồng hồ Citizen pin năng lượng 380 bao ship, dây rút nha. Dây rút luôn. Size 2 ô lịch luôn nha. Size con này 36. Dây rút tay anh em nào vô cũng được hết. Pin năng lượng khỏe nha. Có dạ quang luôn. Dây rút Citizen pin năng lượng 2 ô lịch 36. Còn một con đồng hồ này của Nhật nè, size cũng 36, 380 bao ship nha. Hanshin Tiger, dây thép đúc, khóa bấm, đáy xoáy. Đó, dạ quang sáng. Đó, 380 bao ship nha. Còn con này mới VIP nè cả nhà. VIP cực kỳ luôn. Đó. À, nguyên khối, con này của Nhật nha, nguyên khối, chống nước đến 200m, pin năng lượng, niền xoay, ba cây kim cực độc luôn, 780 bao ship nha. 780 bao ship nha nha. Size của nó là 40, cả nấm là 44.
Dạ quang xanh dương nha cả nhà. Con này độc lạ nha, giá mới cũng rất là cao nha cả nhà. Đó. Dạ quang nè, đó xanh dương ở cái núm này màu đỏ. Ê, màu xanh chứ em quên. Đó chỗ này. Đó, kiểu dáng độc lạ nha. Liền xoay. Đó, nguyên rin luôn, pin năng lượng khỏe, nguyên khối, nguyên rin, Star gel nè, chống nước 200 m nha. Ôi con này là Citigen cả nhà ơi, Citigen, trời ơi nè, GN4WUL, đó phiên bản giới hạn nha, đó. Citigen, đó. Nấm cổ chai, đó nguyên rin luôn. Ecoride nha. Eco là quên. Đó, Citigen 780 bao ship nha. Pin năng lượng dạ quang xanh dương, mặt hai lò, niềng xoay. Nguyên khối. Nấm cổ chai. Ok. Rồi, một em đồng hồ Casio dáng thể thao, niềng xoay hai chiều, hai ô lịch. Cũng 380 bao ship luôn cho nó nhanh nha. Size 43. Niềng xoay hai chiều chính hãng luôn. Dạ quang học trò, ok chưa? Hai ô lịch đẹp keng luôn, Casio này, dây Casio này. Đó tặng cho cả nhà một con, không biết cái này vừa không? Đó vừa nha, đó độc lạ, niềng xoay hai chiều. Dạ quang học trò hai ô lịch luôn. Rồi 380 bao ship. Rồi một em đồng hồ Citizen. Đó. Con này 430 bao ship nha. Citizen Geruno pin năng lượng chống nước 100 m nha. Dây thép đúc có đề mi. Size con này hình như là 38. Dây thép đúc khóa bấm. Đằng sau là đáy xoáy nha. Đó, Citizen mặt hai lòng luôn. Dây 19 luôn nha. Xài mấy con này không cần phải thay pin nha. Đó. Có dạ quang luôn, 430 bao ship nha. Rồi. Một em đồng hồ độc lạ nè. 330 bao ship luôn. Của Nhật nha, niềng xoay. Mặt hai lòng. Đó, đằng sau nè. Size to bự nha, dây da 330 bao ship, size 44. Niềng xoay nha, niềng xoay này để mình hẹn giờ hay mình tính vận tốc gì đó. Đó. Độc lạ nha. Rồi, 330 cả nhà ơi. Con này cũng vậy, 330 luôn nè. Seiko Alpha pin năng lượng 2 ô lịch. Chống nước 100 m luôn, size của nó là 36 năm chưa núng nha. Hai ô lịch nha, pin năng lượng khỏe, Seiko Alpha nha. 330 luôn. Đó. Đây, một em đồng hồ Casio Edify 350 bao ship nha. Đáy xoáy. Chống nước 100 m nha, size cũng to nè. Size 40 nha. Cả núm là 42.7. Đó, 350 bao ship nha nha. Còn một con đồng hồ Ricoh Argenta này 430 bao ship nha. Cọc số vàng, kim cọc vàng rất là đẹp nè. Ra ánh sáng lấp lánh rất là đẹp, 430 bao ship nha. Size của nó là 37, 37 nha. Dây dài khóa bấm luôn. Có đề mi luôn. Đó, rất là đẹp nha, hai ô lịch. 430 bao ship nha. Rồi, lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ nè. Đây, em lên cả nhà một con đồng hồ nè, của Nhật nha. Kính sapphire. Đó, lộ tim lộ máy, chạy cơ chế là 4 4 kim. 4 kim. 3 cốt đó cả nhà. Đó, độc lạ nha. Kính sapphire mới leng keng luôn. Đây,
đằng sau nó có ghi nè 21 chân kính, kính sapphire luôn chứ không phải em bịa nha, nè sapphire crystal đó, 2.380.000 bao ship nha, len ken luôn, mộc mặt độc lạ hình ngôi sao. Em thấy tượng trưng thôi nha chứ không phải. Nè mặt nó có gợn sóng rồi rất đẹp, kính sapphire nha, đó nhìn kỹ là biết nè, rất đẹp nha. Size của nó là 44, chưa nấm, cả nấm là 47, dây lụa rút nha. Đó, kính sapphire. Cơ automatic có code tai. Này là chỉ ngày và đêm, còn cái này là chỉ cây kim. Kim dây. Đó. Của Nhật nha cả nhà. Đó, máy Nhật luôn. Thép đúc chống nước 50 mét nha. Đó, quá đẹp luôn, quá độc. Rồi em qua con khác nha. Kế tiếp lên một coi hàng khủng nè. Đó, Kogu Italy 2.180.000 bao ship nha. Đó, quá khủng luôn. Chạy cơ chế là 5 kim, 5 kim nha cả nhà. Năm kim 2 múi giờ. Đó, cọc số la mã ở ngoài rồi ở trong nữa. Size của nó là 42, chưa nấm, cả nấm là 46.4. Size bự lắm cả nhà ơi, càng là 54.3. Đó. Đọc lạ nha. Ở ngoài thì cọc số la mã, ở trong cũng cọc số la mã luôn. Dạ quang thì 5 kim nha cả nhà. Chạy cơ chế như 2 múi giờ cả nhà ơi. Có cót tai luôn nè. Đó, lùi thì chạy. À, con này là ỏi có hacking stop nè cả nhà. Ấn vô chạy nè, rút ra đứng lại. À, mình dặn là đứng lại. Đó. À, không phải 20 giờ mà là xác định ngày và đêm nha. Đó. Ấn vô chạy tiếp, rất là đẹp luôn. Kogu Italy nè. Đó, đẹp len can luôn, nhức nách luôn nha. Nhức nách luôn. Lộ máy trước, lộ máy sau. Hàng khủng, tai bự lắm nha, con này bự ghê á. Đó. Rồi em qua con khác nha, cũng là của Ý nữa. Đó, Galaxy Italy 2.280.000 bao ship nha, lộ máy trước lộ máy sau, niền ngoài xoay. Đó, 24 múi giờ để xem giờ thế giới, niền trong xoay. Đó, hai nấm nè cả nhà, hai nấm nha, nguyên riêng luôn. Galaxy Italy dây cũng riêng luôn. Đó, đầy đủ chức năng nha. Đó, mặt nè độc lạ, size của nó là 43.4. đó, hai niền ngoài xoay, niền trong xoay. Đó, có cót tai. Niền khía nha, rất là đẹp. Mặt xanh, hôm bữa mới bán một con mặt đỏ rồi, giờ có mặt xanh. 2.280.000 bao ship nha. Rồi thêm một con nữa nè, của Nhật nha, Sone Hauri. Đó, 2.180.000 bao ship nha. Đó, nguyên riêng nè, Sone nè, Sone nè. Đó, lộ máy trước lộ máy sau, chạy cơ chế hai cốt, hai cốt nè, hai cốt cả nhà, kim giờ kim phút một cốt, kim dây một cốt, có cốt tai nha. Size con này là cỡ 42.4. đó, quá đẹp luôn. Cọc số la mã nha. Đó, 2.180.000 bao ship. Khoan, còn một con nữa cả nhà ơi, hôm nay về rất là nhiều nha, nguyên hộp như mới đây. Rukiana như của Nhật luôn, còn nguyên táp luôn nè. Đó,
nguyên táp luôn, 2 triệu 2, 80 ngàn bao ship nè, mới chưa qua sử dụng luôn nha. 2 triệu 2, 80 ngàn bao ship luôn, 4 kim chân sao, chân sao nè, đó. Ok chưa? Chưa qua sử dụng nha, mới nha. Cả nấm là 43 nè. À, chưa nấm 43, cả nấm là 47.5, 2 triệu 2, 80 ngàn bao ship mới, chưa qua sử dụng luôn đó nha. Đó, nguyên hộp nha, gói đầy đủ, nguyên táp luôn nè, nguyên táp luôn đó, rõ ràng chính hãng Rookie Anna đó, 4 kim chạy cơ chế 4 kim chân sao nha. Rồi 2 triệu 2, 80 ngàn bao ship nha. Rồi một em đồng hồ Casio cá kiếm nè, đó sale luôn, 980 bao ship nha, phun bóc dây đề mi, con này là cá kiếm dòng đời mới nha, niềng xoay chống nước 200m, nấm cổ chai, dạ quang cực sáng luôn, mặt hai lồng đó, đáy xoáy nấm cổ chai, size của nó là 40 nha, còn đo chéo cỡ 41 nha, cả nấm là 44, dây đề mi nha, nguyên riêng chính hãng luôn đó, dạ quang nè, cực sáng nha, dạ quang học trò luôn, 980 bao ship nguyên hộp nha. Rồi em vẫn còn con đồng hồ Mỹ này nha cả nhà, 630 bao ship nha, size của nó là 40, vừa có dạ quang vừa có đèn, có lịch luôn, 630 bao ship nha, có đèn nền xanh dương, dạ quang thì xanh lá đó, độc lạ nha, của Mỹ, Samsung của Mỹ, chính hãng luôn đó, độc lạ nha. Rồi một em đồng hồ Zippo của Mỹ luôn, Zippo bật lửa, Zippo mặt caro, 780 bao ship nha, chạy cơ chế là 6 kim bấm giờ thể thao, cái kim hình sấm sét nha, dạ qua hè học trò, size của nó là 39, dây rút nha, dây rin luôn, nói chung là nguyên rin bao đẹp luôn nha. Đây dạ quay học trò nha, 780 bao ship nha nha, full chức năng. Rồi sơ sơ em lên nhiêu đây thôi nha, em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết.